chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các. Chúng ta vận dụng có ý thức để sáng tạo ra những giá trị vật chất
Mình tu mà xong nhé.